hai nhà hảo tâm anh Biểu và anh Hùng đã tặng thêm 5 triệu nữa rồi. Nên nếu mà đôi nữ mà cố gắng lên, sức khỏe lên để ban tổ chức chúng tôi đỡ phải hoàn trả lại tiền cho các nhà hảo tâm. Mời khán giả cho một tràng vỗ tay. Vâng, đến với bà nữ Đô Phạm Thị Ngọc Khánh, Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, xin giữ mang trang phục xanh. Đô Nguyễn Ba Trung, thôn 7 Linh Hiệp, mang trang phục cũng có xanh xin theo. Mời hai đô vào nghe trọng tài chống xe đài. Đúng rồi, trận thi đấu này rất là đặc biệt. Vì vậy là cô dì chú bác và quý khán giả luôn luôn cho những tràng pháo tay để động viên hai đôi nhé. Và xin trân trọng cảm ơn. Đông Lữ lưu ý đây là thể thức theo luật dân tộc Việt Nam chứ không phải luật tự do, nổi hai chân là thua và ngửa trắng bụng là thua. Đông Lữ lưu ý, Đô Trung chắc chắn là hiểu luật này rồi. Các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Để kỳ thi các giả thưởng cho một tràng pháo tay ạ. Đô nữ cố gắng dùng theo thể thức luật vật dân tộc, nổi hai chân là thua và ngửa trắng bụng là thua. Nếu mà nói về kỹ chiến thuật của luật vật dân tộc, Đô Trung cũng là một kỳ cựu của làng vật dân tộc Việt Nam. Anh cũng đạt huy chương bạc và đồng giải vô địch vật dân tộc Việt Nam. Anh đã nhiều năm thi đấu giải vật dân tộc thành phố Hà Nội cũng như giải quốc gia. Hiện tại bây giờ Đô Nguyễn Ba Trung làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ vật Ninh Hiệp. Nhiều năm anh đã chinh chiến và thi đấu và kinh nghiệm chắc chắn là không có thừa hơn Đô Nữ. Nói về Đô Nữ Phạm Thị Ngọc Khánh, nhiều năm cô cũng đã tập huấn ở đội tuyển vật Bắc Ninh. Cô cũng đã đạt nhiều huy chương của giải trẻ quốc gia theo thể thức luật vật tự do, nhưng cô chưa thi đấu luật vật dân tộc nhiều nên là kinh nghiệm về luật vật dân tộc chắc chắn là Đô Phạm Thị Ngọc Khánh không có kinh nghiệm bằng Đô Nguyễn Ba Trung. Nhưng với sức trẻ, sức khỏe và kinh nghiệm thi đấu thì chưa biết đô nào thắng đô nào. Vâng, quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi kèo vật giữa nam và nữ 8 triệu đồng. Nếu mà đô vật nữ thắng được 8 triệu đồng mà đô nam thắng thì được 6 triệu đồng. Mời các đô vào đăng ký giữ đầu lèo nhất cũng như đầu lèo ba. Vâng, khán giả trong một tràng vỗ tay, không biết tập đôi chung nhất nổi hay không. Vâng, trọng tài quốc gia Phạm Quỳnh Tung đã giơ tín hiệu là đô chung đã khóa ngược tay của đô nữ rồi, nên là đã ra tín hiệu cho đô cho trọng tài chống dừng chống. Hai vận động viên tiếp tục thi đấu. Tôi cũng xin nhắc nhở Đô Trung là Đô Trung nên nhớ Đô Khánh cũng là một trong những cựu đô thi đấu nhiều luật vật tự do rồi. Tôi đưa chúng ta nhớ là Đô Khánh cũng đã được các giải vật tự do của trong nước. Vâng. Thank you.
Mời quý đại biểu cho một tràng pháo tay nữa. Vâng, đồng viên của hai đội tiếp tục thi đấu. Đôi chung nên nhớ là không phải châu là thắng bò đâu. Dù rằng Lam khỏe như châu nhưng nữ cũng là mạnh như bò, nên là đôi chung lưu ý. Bây giờ tôi thấy đôi chung mắt đã hoa rồi. Đôi Khánh cố lên. Nếu đôi Khánh thắng trận này là ban tổ chức và các nhà hảo tâm thưởng đôi Khánh 8 triệu đồng. Thôi ra ngoài rồi. Hai đôi phải tiếp tục. Đôi chung cũng đã say rồi. Vâng, khán giả Linh Hiệp cho một tràng vỗ tay cổ vũ đôi chung để lấy sức thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Không, trận đấu này phải tiếp tục. Mời đô Khánh. Hai đô tiếp tục vào thi đấu cho. Vâng, cái tuổi nó đuổi đi cái sức xuân, nên đô chung lưu ý. Trọng tài chuẩn bị, các đô chuẩn bị, trận đấu tiếp tục. Tuổi nó đuổi đi cái sức khỏe, bây giờ đôi chung lưu ý. Dù rằng đôi chung có kinh nghiệm chắc nữa nhưng mà chưa chắc là thi đấu được đâu. Đến bây giờ là đô nữ đã tấn công đô phố xanh rồi. Đôi chung không biết có chịu đựng được sức khỏe của chị em phụ nữ sáng sau rồi. Khán giả đâu được chào mừng đây. Vâng, vâng, khán giả đây. Vâng, vâng. Có phải đâu mà đồ nó nhấp nổi hay không? Theo tôi nhìn ánh mắt đôi chung đã nói là đón đón đã nổ trước mắt rồi. Không biết là có tránh được lần này của đôi nữ hay không? Vâng, là đôi chung đã tránh được rồi. Vâng, các chàng theo vật chàng vô tay. Hai chân đôi chung không thể tới được rồi. Vâng, lực rất đồng tâm rồi các bạn ạ. Thôi ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Thôi có lẽ bà con các quý vị khán giả cho đôi chung nghỉ một chút đi. Nếu mà đôi chung mà cố gắng thi đấu nữa chắc chắn là không đủ sức nữa rồi. Thôi khán giả của làng Nghệ Nghiệp nói riêng và quý khách thập phương nói chung, cho đô sức cho đô chung. Vâng, giải leo này là giải leo đặc biệt do Đồng Ngũ năm 2000 treo 8 triệu đồng, 6 triệu đồng và anh Hùng của Bồ Đề Long Bên có treo thêm 2 triệu đồng nữa. Nếu mà đô nữ thắng thì treo thêm 2 triệu, đô nữ mà thua thì 2 triệu đó sẽ trả lại anh Hùng của Bồ Đề Long Bên. Anh Hùng đã động viên kịp thời cho đô Khánh của thể dục thể thao Từ Sơn. Và nếu đô Khánh mà thắng là tổng tiền thưởng lên đến 8 triệu đồng. Đô Khánh thua thì đô chung được 6 triệu đồng và 2 triệu đồng do anh Hùng ở Bồ Đề Long Biên treo sẽ trả lại anh Hùng đồ Bồ Đề Long Biên. Vâng, khán giả cho một tràng vỗ tay của hai đội. Thôi ra ngoài rồi. Vâng, trọng tài Phạm Quỳnh Tung đã giơ ký hiệu là hai đô ra ngoài rồi. Hai đô vào giữa sới cho. Trận đấu tiếp tục. Nếu mà thi đấu theo mức độ như thế này thì chắc chắn tối hôm nay về đô chung bỏ cơm, không thể ăn cơm được nữa rồi. Đô chung có thể thấm mệt rồi. Thi đấu theo mức độ như này chắc chắn đô chung sẽ nhiều vấn đề lắm đây. Vâng. Đô nữ cố lên. Đô nữ nhấc nổi đô chung là 8 triệu đồng sẽ thuộc về đô nữ.
Phương Khánh. Vâng, thì quý khán giả cho một tràng pháo tay. Vâng. Vâng, cô Trung đã nhắc nổi cho tôi chân rồi. Vâng. Vâng, khán giả cho một tràng pháo tay của Vũ Gia Dụ. Trận đấu rất là tuyệt vời. Vâng, thế mới biết là vật dân tộc nó khổ và nó tiêu luyện mức độ như nào. Trận đấu tiếp tục. Dù rằng Đô Trung có kỹ và chiến thuật như lực bất tòng tâm rồi, sáng sau vẫn chưa thể nhấc nổi Đô Phố Xanh lên, nên là không biết là thế nào. Các quý vị khán giả đã theo dõi, các kèo vật tưởng rằng là rất là dễ nhưng ngược lại rất là khó. Sáng sau chưa chắc đã nhấc nổi lên đâu. Vâng, đã sáng sau rồi. Vâng, bây giờ chắc đưa Nguyễn Ba Trung sẽ thắng tuyệt đối. Cố lên. Vâng, Đô Trung đang vâng, đề nghị quý khán giả cho một tràng pháo tay. Vâng, động viên Đô Trung. 1, 2 lại giảm về rồi. Bà con nghi nghiệp cổ vũ cho Đô Trung. Cố lên. Tất cả cổ vũ cho Đô Trung. Vâng, hai đôi ra ngoài rồi. Trận đấu phải tiếp tục. Nếu mà nghỉ thì là thời gian cũng không cho phép rồi. Hai đôi tiếp tục. Đô Trung đang ở tư thế thượng phong, bây giờ đến phong ngự rồi. Bốc đôi. Vâng, Đô Công A Đô Khánh của nữ đã bốc đôi Đô Trung rồi. Khố ba không biết nhiều nước nổi Đô Trung nhá. Có chân nữa rồi. Khi chiến thuật của trẻ đâu. Vâng, đây mới là các đô thi đấu. Một bên thì tám mạng, một bên thì nửa cân. Vâng, một bên nữ thì là con cháu của chức trách chính trị, một bên là của quân của Nguyên Huệ. Không biết là bên đô nào thắng đô nào đây. Vâng, khán giả cho một tràng vỗ tay cổ vũ hai đô. Ngày xưa Đô Trung cũng là một trong những đô đã nhiều năm thi đấu rồi. Vâng. Thôi có lẽ trọng tài cho hai đô tạm nghỉ một chút. Ban tổ chức cũng thấy là Đô Trung thấm vẹt rồi. Không đủ. Hiệp 3 bắt đầu. Vâng, khán giả cho một tràng vỗ tay cổ vũ hai đô. Vâng, đồng hồ ban tổ chức chúng tôi đã bấm rồi. Nếu mà đô Khánh của Đại học Thể thao Từ Sơn thắng thì có 11 triệu. Nếu mà đô Khánh thua thì Đô Trung chỉ có 6 triệu đồng thôi. Vâng, vừa rồi đến 8 triệu rồi. Anh Biểu ở xóm thôn 5 đã treo thêm 3 triệu nữa là 11 triệu. Đô Trung lưu ý, cố gắng thi đấu làm sao nhiệt tình, trung thực, khách quan vô tư. Dù rằng lực bất tòng tâm chẳng nữa nhưng mà Đô cũng cố gắng thi đấu với lòng nhiệt huyết và tinh thần thể thao thượng võ để cho cống hiến cho những kỹ và chiến thuật cho bà con nhân dân doanh nghiệp nói riêng và quý khách thập phương nói chung. Vâng, khán giả cho một tràng vỗ tay cổ vũ cho hai đô. Bây giờ là sang phút thứ 2 của hiệp 3.
3 rồi. Nếu 3 phút nữa, các trọng tài lưu ý, nếu vận động viên nào, các đô nào mà thi đấu tích cực, xét theo tích cực thì chúng tôi sẽ cho vận động viên đô đó sẽ thắng. Nếu mà đô nào tiêu cực thì đô đó sẽ thua. Đô nữ đừng để ban tổ chức chúng tôi lại để giả lại phong bì cho các nhà hảo tâm. Đã có hai nhà hảo tâm, anh Hiểu và anh Hùng đã tặng thêm 5 triệu nữa rồi. Thế nếu mà đô nữ mà cố gắng lên, sức khỏe lên để ban tổ chức chúng tôi đỡ phải hoàn trả lại tiền cho các nhà hảo tâm. Các khán giả cho một tràng vỗ tay. Vâng, đến đây. Hiểu và anh Hùng đã tặng thêm 5 triệu nữa rồi. Thế nếu mà đô nữ mà cố gắng lên, sức khỏe lên để ban tổ chức chúng tôi đỡ phải hoàn trả lại tiền cho các nhà hảo tâm. Các khán giả cho một tràng vỗ tay. Vâng, đến bây giờ thì chúng tôi mới thừa nhận rằng nói một câu này. Quý vị và khán giả và các bạn này lên thám phục tất cả các chị em phụ nữ. Tôi đã nói từ đầu rồi, phụ nữ là một nửa thế giới. Đây, phụ nữ là một trong những người đã cầm cờ khởi nghĩa của từ thời Trưng Trắc Trưng Nhị. Vận động viên nữ Phạm Thị Ngọc Khánh đã nhiều năm tập huấn và thi đấu rất là nhiều lần rồi. Và đô chung, nếu mà nói về tuổi tác, đô chung hơn rất là nhiều. Nên là cũng lực bất tòng tâm, đô chung thể lực cũng có giảm xuống, sức khỏe thì cũng giảm, kỹ chiến thuật thì được. Mời hai đôi vào giữa giới, chúng tôi công bố kết quả các vật vừa qua. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua. Với một đòn sang sau, đô chung cố nhấc nổi đô nữ lên khỏi mặt thảm. Nhưng đô nữ đã có kỹ và chiến thuật tốt hơn. Đô nữ đã nhấc nổi một chân của đô chung lên và sau đó dùng lực của mình và dùng chân của mình đá nốt chân thứ hai của đô chung khỏi mặt thảm. Vậy phần thắng thuộc về đô Phạm Thị Ngọc Khánh của trường đại học Giải Hương Việt Nam Từ Sơn. Quý khán giả xin chào mọi người và các đồng chí chúng tôi của đô xin mời anh Nguyễn Văn Biểu và anh Hùng lên trao phần thưởng cho đô Khánh và ban tổ chức chúng tôi. Xin mời ông Nguyễn Văn Đại, chủ nhiệm câu lạc bộ vật xã Linh Hiệp lên trao giải lèo cho đô Phạm Thị Ngọc Khánh và 11 triệu. Và ban tổ chức thấy đô chung thấy thấm mệt rồi và có một phần thưởng nhỏ nhỏ để động viên đô chung. Mời đô chung vào sân. Vâng, ở giải 11 triệu vừa qua thì hội đồng ngũ năm 2000 là 4 triệu.
ông Hùng của quận Long Biên 2 triệu đồng, ông Bình 1 triệu đồng, bà Năm 6 năm 1 triệu đồng, và đặc biệt anh Biểu của Ninh Hiệp 3 triệu đồng, tổng bằng 11 triệu đồng. Vâng, vâng, xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ vừa qua. Kỹ và chiến thuật của Đô Trung rất là tốt, nhưng mà đến bây giờ là lực bất tòng tâm rồi. Quý vị và khán giả thấy các đô thi đấu được là ngon, nhưng không đủ, có đủ kỹ chiến thuật.